Hello anh em. Video hôm nay mình sẽ không hướng dẫn một trick hay một combo cái bốt, mà thay vào đó nó sẽ là một talk show nhỏ nhỏ với một comment hôm trước mình đọc được. Anh ơi, ra video tư vấn cho newbie học xong 8 trick cơ bản nên học gì tiếp theo à? Câu hỏi này mình nghĩ là nhiều anh em mới chơi cũng sẽ gặp phải. Và riêng bản thân mình khi mà học xong 8 trick cơ bản cũng bối rối. Đéo tin. Điều đầu tiên mình nghĩ anh em cần cải thiện độ mượt, sự linh hoạt và mềm dẻo các ngón tay như này. Thì theo kinh nghiệm của mình, theo khi học xong 8 trick cơ bản, mình đã vội học những cái trick khác, dẫn đến là khi mà kết hợp các cái trick đấy vào combo, do mình chưa quen với tốc độ của bút lên, làm cho combo trở nên vấp cũng như nhìn Sida. Thì mình nghĩ anh em nên học cái trick finger pass này, nó thật ổn định thì mình nghĩ sẽ làm cho ngón tay trở nên linh hoạt thôi. Và mình sẽ cho anh em xem một cái video mà trước đây mình may mắn được xem để cải thiện độ mượt. Đây là một chàng trai đến từ Đài Loan. Anh ta đang quỳ trên chiếu, tay cầm bút nhưng không phải để viết mà để thực hiện hàng loạt các động tác ảo ma thực sự. Nói anh em để thấy là cái combo rồi toàn các trick cơ bản mình sẽ giúp anh em trở nên dẻo tay hơn rất nhiều. Và cái điều thứ hai mình muốn chia sẻ với anh em, đó là anh em nên học những cái trick khác ngoài 8 trick cơ bản để kết hợp với combo. Có những cái trick mà nó rất dễ, đặc biệt còn dễ hơn cả 8 trick cơ bản, nhưng mà khi kết hợp combo sẽ trở nên rất ảo. Ví dụ như là ba cái trick mình vừa làm vừa rồi, bao gồm Neosonic, rồi Fingerless, Thumb Around Reverse, rồi Swagger gì đó, thì kết hợp combo sẽ được như này. Đó. Thì nhìn combo của mình thì nó ảo hơn, với đa dạng hơn, thay vì chỉ gồm toàn các trick cơ bản. Và cuối cùng là anh em nên theo dõi nhiều kênh hướng dẫn quay bút khác. Ví dụ ở Việt Nam thì có kênh của Neko. Thì Neko là video đầu tiên mình xem khi học quay bút, kể từ cấp 3 cơ. Còn nếu anh em muốn thích bài bản hơn, sách giáo khoa thì nên xem theo dõi kênh của Akai, rất hay. Còn muốn giải trí thì kênh của mình. Còn anh em có thể xem các video của các spinner bên Nhật, ví dụ như Ven, rồi Kay, rồi xem các spinner khác để định hướng các style mình mong muốn, như là Infinity, Vulgar hay Counter gì đó. Thì đó là những cái chia sẻ của mình thôi. Thì anh em nào muốn hãy comment và mình sẽ trả lời ở những cái video tiếp theo. Anh em nhớ like, share, subscribe, ủng hộ kênh. Và tạm biệt anh em.